Các bạn đang nghe truyện Câu lạc bộ thiên tài trên kênh TV Audio CV chương 833, mảnh ghép cuối cùng. Ba, đúng vậy, trời đất không thể tha thứ. Lâm Huyền gật gật đầu, hiếm khi cảm thấy có cùng suy nghĩ với Cao Dương trong cùng một việc thế này, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng không thể nói người đã mất như thế. Dù sao chúng ta cũng không có chút khái niệm nào về Thiên niên trụ này. Hoàng Tước đã giải thích qua cho tôi, Thiên niên trụ là từ ngữ mà cô ấy tự sáng tạo ra chủ yếu là để chúng ta không hiểu không làm ảnh hưởng tới sự co giãn thời gian và không gian cho nên chúng ta mới có thể nói ra tên ban đầu của thiên niên trụ chắc chắn sẽ chính xác và dễ hiểu hơn cho nên hiện tại chúng ta cảm thấy thiên niên trụ giống như là một công cụ một chuyện xấu nhưng rốt cuộc nó là cái gì thì bây giờ chúng ta hoàn toàn không thể đoán được nhưng mà tôi thật sự hy vọng sự thật đúng như lời cậu nói thiên niên trụ là do con người tạo ra, là do con người thao túng. Cao Dương mở to hai mắt. Nhìn Lâm Huyền với vẻ khó tin, vì sao? Sao cậu lại nghĩ vậy? Vì sao cậu lại cảm thấy sự biến mất của sở an tình và trương vũ thiến là do con người tạo ra là một chuyện tốt? Đây là cái lô giúp gì vậy? Lâm Huyền hừ nhẹ một tiếng, bởi vì, bất cứ chuyện gì do con người tạo ra đều có thể ngăn cản, thậm chí là có thể đảo ngược lại hắn có thể khiến cho một cây thiên niên trụ biến mất vậy thì khi làm ngược lại chắc chắn hắn cũng có thể khiến cho thiên niên trụ khôi phục lại thành con người nếu như vậy chúng ta chỉ cần tìm được người đó nói không chừng chúng ta còn có thể trực tiếp giải cứu sở an tình chỉ sợ thiên niên trụ không phải do con người tạo ra mà là do một thế lực khác tạo ra một thế lực mà chúng ta không thể hiểu và cũng không thể phản kháng lại nếu như vậy thì sẽ rất rắc rối khi đang nói chuyện hai người đã đi tới tòa nhà số 22. Ấn nút thang máy, đi đến tầng quen thuộc, gõ cánh cửa phòng quen thuộc. Cộc cộc cộc. Sau nửa phút, một người đàn ông trung niên, ba của Trương Vũ Thiến, Trương Thạch với mái tóc hơi bạc và bộ quần áo giản dị đi ra mở cửa, nhìn hai người với vẻ mặt cảnh giác, chàng trai trẻ, nếu mấy người còn dây dưa như thế, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Mặc dù tôi không biết mục đích của mấy người là cái gì, nhưng tôi không muốn nói quá nhiều chuyện liên quan tới con gái tôi với mấy người. Chú Trương. Lâm Huyền tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt của ông, trong vụ tai nạn xe cộ xảy ra năm 2000 kia, cũng chính là chuyện xảy ra vào rạng sáng ngày sinh nhật 20 tuổi của Trương Vũ Thiến, chú đã nói dối, chú đã che giấu rất nhiều điều. Trương Vũ Thiến chết không phải bởi vì tai nạn xe cộ, cô ấy cũng không được hỏa táng hay chôn cất, mà là biến mất vào hư không. Ngay trước mắt hai người ở trong xe biến thành một đám bụi sao nhỏ bé màu xanh giống như bụi pha lê rồi tiêu tán vào không khí cậu sắc mặt người đàn ông trung lập tức trở nên tức giận nghiến răng nghiến lợi nói bậy nói bậy nói bạ lập tức cút đi cho tôi dứt lời người đàn ông lập tức muốn đóng cửa chống trộm trầm lâm huyền nhanh tay nhanh mắt trực tiếp cầm lấy ổ khóa của cửa chống trộm kéo ra mở cửa ra chú trương bọn cháu không có ý gì cả chú không cần sợ hãi hay là hoảng sợ gì cả hôm nay chúng cháu đến đây để tìm kiếm sự trợ giúp của chú đồng thời cũng là để nghĩ cách giúp chú cậu bỏ tay ra cho tôi trương thạch đánh vào cánh tay lâm huyền chú còn nhớ cô gái đứng bên cạnh cháu ở khu mua sắm tây đan mà dì diêm cầm đã nhận lầm là con gái của cô chú hay không buông tay vốn dĩ trương thạch không hề muốn nghe lâm huyền nói chuyện dùng sức kéo cánh cửa cậu còn không chịu buông tay. Tôi sẽ báo cảnh. Cô ấy cũng đã biến thành bụi sao xanh rồi biến mất. Vào lúc không giờ 42 phút sáng ngày sinh nhật 20 tuổi của cô ấy. Trong nháy mắt, toàn thân Trương Thạch như mất hết sức lực. Hai tay của ông mềm nhũng, cửa chống trộm trực tiếp bị Lâm Huyền mở ra, đập mạnh vào tường. Bản thân ông ấy cũng không có tâm tư để chú ý đến cái cửa chống trộm nữa. Con người run rẩy, sắc mặt trắng bệch vẻ mặt khiếp sợ, lại có chút tránh né nhìn Lâm Huyền, vậy. Cô gái kia, bạn gái của cậu, cũng, cũng đã biến mất. Lâm Huyền gật gật đầu. Biến mất. Biến thành đám bụi xanh lam, kết tinh, giống như các bay lên, không sờ được, không có trọng lượng, muốn chạm vào cũng không chạm được. Rồi phân tán ra. Thời gian cũng là 00, 42. Lâm Huyền gật đầu lần nữa sau đó quay đầu nhìn Cao Dương. Có vẻ như hai người đã đoán đúng. Tình huống Trương Vũ Thiến biến mất lúc trước, quả nhiên giống hệt như sở an tình, đó là lý do tại sao chú Trương Thạch luôn lãng tránh và không muốn nói nhiều về vấn đề này. Nhưng bây giờ, rõ ràng là ông ấy đã bị Lâm Huyền thuyết phục. Chú Trương, chúng ta có thể vào nhà để trò chuyện được không? Lâm Huyền chỉ chỉ vào trong phòng khách, nhìn trương thạch bọn cháu sẽ kể chuyện đã xảy ra với cô gái kia cho chú nghe bọn cháu cũng hy vọng chú có thể nói sự thật về vụ tai nạn xe cộ năm đó của trương vũ thiến cho bọn cháu có lẽ mọi chuyện cũng không tồi tệ như chú nghĩ đúng là trương vũ thiến đã biến mất nhưng có thể là cô ấy chưa chết mà là đi đến một nơi mà chúng ta không biết cũng không thể giải thích được chú hãy tin tưởng bọn cháu chú trương chú nhớ con gái chú bọn cháu cũng muốn cứu bạn của bọn cháu chỉ khi chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau, so sánh hai chuyện cách nhau hơn 20 năm này một phen, có lẽ chúng ta mới có thể tìm ra chân tướng, có lẽ. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm Trương Thạch, có lẽ, chúng cháu còn có thể giúp chú tìm được con gái của mình. Cuối cùng, Trương Thạch thở dài. Nghi người, đưa tay ra hiệu cho Lâm Huyền và Cao Dương vào nhà, vào đi. Giọng nói của ông rất nhẹ, vào rồi nói. Trên bàn trà, hai chén trà nóng đang bốc hơi, lá trà mau tim đang lên xuống chập trùng ở bên trong, cuối cùng dừng lại ở giữa, chậm rãi chìm xuống đáy chén. 24 năm trước, ngày 21 tháng 1 năm 2000, trên ghế salon, Trương Thạch gãi gãi mái tóc hoa râm, khó khăn mở miệng, đó là ngày sinh nhật của con gái tôi, mặc dù đúng là con bé được sinh vào sáng sớm, nhưng... Làm gì có ai tổ chức sinh nhật vào sáng sớm, Vốn dĩ chúng tôi dự định tổ chức sinh nhật cho con bé vào sáng ngày hôm sau, tôi và dì của cậu rất thích trẻ con, chúng tôi đã đặt khách sạn tốt nhất, chiếc bánh lớn nhất và mời tất cả người thân, bạn bè và bạn học của con bé đến sinh nhật. Con gái tôi cũng đã 20 tuổi rồi, dù sao sinh nhật 20 tuổi cũng không cần làm lớn như lễ trưởng thành 18 tuổi. Nhưng con gái của tôi là người thích náo nhiệt, chúng tôi cũng rất thích đông vui, cho nên quy mô của sinh nhật mỗi năm cũng không nhỏ. Chúng tôi cũng đều rất vui vẻ. Chuyện còn phải kể từ đêm trước ngày sinh nhật, tức là đêm ngày 20 tháng 1. Tối hôm đó tôi đưa theo vợ con về quê để tụ tập với đám bạn cũ đã nhiều năm không gặp, trò chuyện đến khuya, cũng đã uống không ít rượu. Cho nên chờ đến lúc chúng tôi lái xe từ quê lên thành phố, đã là gần rạng sáng. Tôi uống rượu, ngồi ở hàng ghế sau, có chút say. Vợ tôi lái xe, Thiến Thiến ngồi ở ghế lái phụ. Con bé không có bằng lái, con bé mới học đại học năm 2, chúng tôi cũng không có ý định để con bé học lái xe sớm như vậy. Cứ như vậy, trên đường đi chúng tôi vừa nói vừa cười, Thiến Thiến cũng líu ríu thảo luận về chuyện sinh nhật ngày mai. Vợ tôi vừa học lái xe cách đó không lâu, nên lái xe tương đối chậm, vào thời điểm đó trên đường cũng không có nhiều xe cộ, cho nên tất cả đều rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, mọi chuyện xảy ra rất đột ngột con gái của tôi đang nói cười về chuyện ở trong ký túc xá đại học tôi nhắm mắt để nghe bỗng nhiên con bé đột nhiên ngừng lại không còn chút âm thanh nào sau đó chính là tiếng thét chói tai của vợ tôi bà ấy gọi to tên của thiến thiến chiếc xe giống như không nghe sai khiến đâm thẳng vào gốc cây bên đường lúc ấy tôi vội vàng mở to mắt liền nhìn thấy 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 ông lão không khỏi nghẹn ngào nuốt mấy ngụm nước miếng cắn răng nói đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được cảnh tượng kia nó giống như một cơn ác mộng một người đang sống khỏe mạnh thiến thiến lớn như vậy cứ như vậy mà biến thành trong suốt vỡ vụn ra như pha lê trong chốc lát liền hóa thành các miệng màu xanh lam từ từ tiêu tan trong không khí sau một tiếng trầm chiếc xe con đâm vào thân cây tôi cũng lập tức tỉnh trụ tôi nhìn thoáng qua diêm cầm trước Bà ấy đã bị dọa sợ đến mức không thể khống chế được bản thân mình, chỉ có thể hét lên. Lúc ấy tôi mới nhìn về phía ghế lái phụ, cũng nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển, đúng như cậu nói, thời điểm xảy ra chuyện quỷ dị kia là 00:42. Trương Thạch ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền. Trong thoáng chốc, Lâm Huyền lại có cảm giác ông ấy như già đi mấy tuổi. Trương Thạch dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó tôi liền xuống xe tìm thiến thiến ở khắp nơi. Nhưng mà tìm thế nào cũng không tìm thấy. Sau đó tôi chạy tới ghế lái phụ, sờ lên chỗ đó, vẫn còn ấm. Điều này chứng tỏ, vừa rồi con gái của tôi vẫn còn ở đó. Một phút trước, rõ ràng con bé còn ngồi ở trên ghế lái phụ, còn cầm dây an toàn. Nhưng trong nháy mắt, con bé liền biến mất, hóa thành những tinh thể màu xanh lam, biến mất không chút dấu vết giống như các mịn bị gió thổi bay. Những năm này, thật ra tôi cũng từng nghĩ có phải con gái tôi căn bản chưa chết chỉ là con bé đã đi đến một nơi mà chúng tôi không biết hay không nhưng mà vợ của tôi tinh thần của bà ấy đã bị sụp đổ từ đó tính mạng đã gặp nguy hiểm nhiều lần tôi đã mất con gái tôi cũng không thể mất luôn cả vợ đúng không cho nên tôi đã thu dọn tất cả đồ vật của thiến thiến liền cho vào trong quan tài giả bộ mai táng từ góc nhìn của người ngoài chính là con bé không may xảy ra tai nạn xe cộ rồi qua đời. Những năm 2000 thời đó, không giống như bây giờ, có rất nhiều chuyện dễ dàng xử lý, mấy cái thủ tục, giấy chứng tử đều rất dễ xử lý. Nhưng mà cái này không quan trọng, tôi làm chuyện này cũng là vì vợ của tôi. Con gái của tôi, Thiến Thiến, nếu con bé thật sự còn sống, tôi có thể từ từ chờ đợi. Nhưng trạng thái lúc đó của vợ tôi chính là sống dở chết dở. Thậm chí bà ấy còn muốn nhảy lầu, tôi không dám cho bà ấy thêm một sự đã kích nào, tôi phải ổn định lại cảm xúc của bà ấy mới được. Tôi đã mời bác sĩ tâm lý tốt nhất đi đến Đế Đô, rời khỏi cái môi trường kia, tiến hành trị liệu bằng phương pháp thôi miên cho bà ấy. Hiện tại, mặc dù thần trí của bà ấy vẫn không rõ ràng như vậy, nhưng chỉ cần không nhận kích thích thì nhìn chung là tinh thần vẫn ổn định. Bây giờ trong suy nghĩ của bà ấy con gái chỉ đơn thuần là qua đời trong một vụ tai nạn mà thôi những cảnh tượng mà bà ấy nhìn thấy lúc đó đều là ảo giác do đại não tạo ra vì bị kích thích quá độ mà thôi so với cái chuyện huyền ảo không hợp lẽ thường kia khó chịu thì khó chịu thương tâm thì thương tâm nhưng loại lý do tai nạn xe cộ thường gặp này ít nhiều cũng có thể khiến cho vợ của tôi tiếp nhận trải qua nhiều năm điều trị tĩnh dưỡng như vậy cuối cùng cũng ổn định chàng trai trẻ cũng không phải là tôi cố ý lừa cậu, nhưng cậu nhìn cuộc sống bây giờ của tôi đi, con gái của tôi không còn, sự nghiệp tôi cũng từ bỏ, vợ tôi chính là thứ duy nhất còn lại trong cuộc đời tôi. Tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt." Dứt lời, ông lại cầm lấy ấm trà, rót trà vào chén trà của Lâm Huyền và Cao Dương, chuyện chính là như vậy. Vợ chồng tôi cũng đã từng này tuổi, rất nhiều chuyện. Chúng tôi đều đã có thể tiếp nhận hơn nữa tình thần của vợ tôi thật sự không thể chịu được, cậu cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của bà ấy, rõ ràng mới hơn 60 tuổi, nhưng lại giống như đã 80 tuổi, bà ấy thật sự không thể chịu được. Hôm nay tôi nguyện ý nói cho cậu những chuyện này, cũng là bởi vì cậu nói cô bạn gái kia của cậu cũng xảy ra chuyện tương tự, cho nên tôi mới nói ra. Còn về chuyện mà cậu nói, có thể tìm ra con gái tôi, có thể cứu con gái của tôi trở về. Trương Thạch thở dài, lắc đầu hơn hai mươi mấy năm trôi qua tôi đã sớm không còn trông mong nữa rồi nếu như các cậu có tâm tư như vậy tôi rất cảm ơn đồng thời ta cũng chúc các cậu có thể sớm ngày tìm được cô bạn bị biến mất kia nhưng tôi thật sự hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp mặt coi như tôi cầu xin cậu đấy chàng trai trẻ đừng đến đây quấy rầy chúng tôi nữa vất vả lắm cuộc sống của chúng tôi mới ổn định lại tất cả mọi chuyện tôi nói cho cậu đều là sự thật, không có chút che giấu nào, tôi hy vọng cậu cũng tin lời tôi nói, không cần phải gây khó khăn cho chúng tôi, không cần phải đi tìm diêm cầm. Trương Thạch nói rất thành khẩn. Hắn tin tưởng, lần này những lời Trương Thạch nói đều là thật. Cũng nhất quán với những gì hắn suy đoán. Được rồi, chú Trương, bọn cháu sẽ không đến nữa. Lâm Huyền ngồi dậy, chỉ là còn một chi tiết cuối cùng cần phải xác minh với chú trương thạch duỗi tay ra hiệu cho lâm huyền nói ra xin hỏi tối hôm đó khi mọi người lái xe về nhà chú có nhìn thấy một ánh sáng màu xanh lam to bằng quả táo không ngừng nhảy lên và nhấp nháy giống như một quả cầu nhỏ màu xanh có rất nhiều tia sét tập trung ở bên trong hay không lâm huyền dùng tay mô tả kích thước cho trương thạch là một quả cầu điện nhỏ màu xanh to bằng từng này lơ lửng không cố định không có trọng lượng và không có thực thể đêm hôm đó mọi người có từng nhìn thấy nó không trương thạch suy nghĩ hai giây trịnh trọng lắc đầu không có ông còn bổ sung mặc dù đêm hôm đó tôi uống rất nhiều rượu nhưng đôi mắt vẫn luôn mở một nửa nhìn phía trước ít nhất thì trong xe chưa từng xuất hiện một quả cầu điện màu xanh lam nào cả ngoài xe cũng không có thị lực của vợ tôi rất tốt nếu như có đêm hôm khuya khoắt một quả cầu điện nhỏ sáng như vậy chắc chắn bà ấy có thể nhìn thấy. Ngày hôm đó, vợ tôi vẫn luôn ở bên cạnh thiến thiến chơi mạt trượt với họ hàng, tôi chưa bao giờ nghe thấy bọn họ nói về chuyện này. Nếu quả thật có một quả cầu điện nhỏ màu xanh lam xuất hiện, chuyện kỳ lạ như vậy chắc chắn sẽ được mọi người thảo luận sôi nổi, và cho dù thế nào thì thiến thiến hoặc là diêm cầm cũng đều sẽ kể việc này cho tôi biết. Cho nên e là để cậu thất vọng rồi, chàng trai trẻ. Trương Thạch ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền, ta chắc chắn vào đêm thiến thiến biến mất, căn bản chưa từng quả cầu điện nhỏ màu xanh lam nào xuất hiện. Sau khi tạm biệt Trương Thạch, đi ra khỏi nhà của ông ấy, Lâm Huyền và Cao Dương chóng nhanh đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng 1, cho nên, cậu thấy đấy, sự biến mất của sở an tình, với chuyện tiếp xúc hạt thời gian và không gian, bao gồm cả bản thân hạt thời gian và không gian bản thân, căn bản không có liên quan gì đến nhau cả. Không có bất cứ liên hệ nào. Đây là hai chuyện hoàn toàn độc lập. Hiện tại chúng ta có thể biết rõ ràng, Lâm Huyền. Mấy ngày trước, khi sở an tình bắt giữ hạt thời gian và không gian, cho dù là cô ấy có chạm vào hạt thời gian và không gian hay không, thậm chí là có nhảy ra khỏi máy bay hay không. Ngay cả khi cô ấy không tham gia hoạt động lần này, thành thành thật thật quay về đi học, thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ biến mất đúng vào lúc 0 giờ 42 phút. Chỉ khác là, Lúc cô ấy hóa thành đám bụi sao màu xanh lam, cô ấy rất có thể còn đang ở trong ký túc xá, chắc chắn sẽ khiến bạn cùng phòng của cô ấy giật mình, nói cách khác. Cho dù là cô ấy đang ở đâu, cho dù cô ấy đang làm gì, không gì có thể ngăn cản được cô ấy biến thành bụi sao màu xanh lam rồi biến mất vào đúng không giờ 42 phút rạng sáng ngày 28 tháng 3 năm 2024, cũng là ngày sinh nhật tròn 20 tuổi của cô ấy, sự thật này đã được định trước hoàn toàn không thể thay đổi cửa thang máy cửa còn chưa kịp đóng lại cao dương đã kích động mà tổng kết lại không sai lâm huyền gật gật đầu có lẽ trương thạch không nói dối căn cứ vào tình huống của sở an tình để đánh giá phản ứng sau khi chạm vào hạt thời gian và không gian là khá kịch liệt cậu cũng thấy đấy khi đó sở an tình chỉ chạm nhẹ vào hạt thời gian và không gian một chút đã trực tiếp hét lên máu mũi chảy ra ông đầu vô cùng đau khổ vừa khóc vừa la hét nếu trương vũ thiến thật sự chạm vào hạt thời gian và không gian rồi có phản ứng kịch liệt như thế trương thạch và diêm cầm không thể nào không chú ý đến mà theo mô tả của trương thạch lúc ấy một nhà ba người vừa nói vừa cười ở trong xe ô tô trương vũ thiến cũng không có gì bất thường nếu không có phản ứng quá khích vậy liền có thể xác định cô ấy không hề chạm vào hạt thời gian và không gian cho nên từ bây giờ chúng ta có thể loại trừ khả năng Trương Vũ Thiến biến mất là do tiếp xúc với hạt thời gian và không gian. Đúng như cậu nói, cho dù là Trương Vũ Thiến hay là Sở An Tình, không cần biết các cô ấy có tiếp xúc với hạt thời gian và không gian hay không, nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới số phận bị tan biến vào lúc không không 42 ngày sinh nhật 20 tuổi của các cô ấy. Như vậy mới hợp lý, nếu không, cứ hơn 20 năm lại xuất hiện một hạt thời gian và không gian như vậy chúng ta cũng không cần phải tranh giành đến sức đầu mẻ tráng làm gì đúng không? Hơn nữa, lần trước chúng ta cũng đã xác minh rồi, hạt thời gian và không gian chắc chắn không hề chủ động đi tìm sở an tình, vốn dĩ nó không hề để ý đến ai, như vậy thì sao nó có thể chủ động đi tìm Trương Vũ Thiến được? Đinh cửa thang máy mở ra. Lâm Huyền và Cao Dương bước thẳng ra ngoài, nhanh chóng đi về phía lối ra của tiểu khu. Chuyến đi này thật sự rất đáng giá. Hiện tại, bọn họ đã thu thập được rất nhiều manh mối quan trọng sau đó bằng cách so sánh sự việc của sở an tình và sự việc của trương vũ thiến so sánh những điểm tương đồng và điểm khác biệt từ đó bọn họ có thể rút ra nhiều kết luận chính xác kết luận đầu tiên sự hình thành và biến mất của thiên niên trụ không có bất kỳ quan hệ gì với hạt thời gian và không gian đây là hai thứ hoàn toàn khác nhau sự biến mất của sở an tình mà lâm huyền chứng kiến mấy ngày trước bởi vì tất cả những chuyện không bình thường đều xảy ra sau khi chạm vào hạt thời gian và không gian, cho nên nó làm cho phán đoán của hắn có chút sai lệch. Nhưng may mắn là còn Trương Vũ Thiến, hơn nữa chú Trương Thạch cũng đã nói ra đầu đuôi sự việc năm ấy, vì vậy Lâm Huyền cũng có thể suy ra kết luận này là hoàn toàn chính xác. Ngày 21 tháng 1 năm 2000, Trương Vũ Thiến bỗng nhiên biến thành các tinh thể màu xanh lam rồi lặng lẽ biến mất, khi mà cô ấy không hề chạm vào hạt thời gian và không gian, đồng thời cũng không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra có lẽ đây mới chính là cách chính xác để đóng xuống một thiên niên trụ vô thanh vô tức lặng lẽ đi đến không cần sự trợ giúp của bất kỳ ngoại lực hay là vật thế bên ngoài nào bản thân nó cũng có thể tự mình hoàn thành việc đóng cột khóa kính lịch sử đương nhiên việc khóa kính lịch sử cũng chỉ là suy đoán hiện tại của lâm huyền rất có khả năng đó là một suy đoán chính xác chẳng qua là hắn vẫn không thể hiểu được, một cái thiên niên trụ đột nhiên tiêu tán, một cô gái 20 tuổi đột nhiên biến mất, tại sao lại có thể khóa kín lịch sử được, vậy, sau khi lịch sử bị khóa lại, thì chuyện gì sẽ xảy ra, đây là một vấn đề sẽ được khám phá ra trong tương lai. Hiện tại, đánh giá tình hình của thiên niên trụ, thì Trương Vũ Thiến mới là một thiên niên trụ thật sự, mới đúng chu kỳ của một thiên niên trụ. Còn sở an tình. Bởi vì cô ấy vô tình chạm vào hạt thời gian và không gian, cho nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chắc hẳn là cô ấy đã thức tỉnh một ký ức nào đó, hoặc là nói, trong khoảnh khắc đó cô ấy đã lĩnh ngộ ra một sự thật gì đó. Cô ấy không chỉ biết rõ bản thân sẽ tiêu tan vào lúc không giờ 42 phút, mà cô ấy còn biết rất nhiều những chuyện khác, rất nhiều chuyện khó lường, thậm chí điều đó còn khiến cô ấy vô cùng tự tin viết một dòng chữ xuống tờ giấy nhỏ cho hắn nói với hắn là chỉ cần hắn mở tờ giấy nhỏ này ở trong thế giới giấc mơ 600 năm sau, rồi đọc nội dung bên trong, hắn liền có thể biết được thế giới đó là thật hay giả. Sở an tình chắc chắn đã có được một ít ký ức sau khi chạm vào hạt thời gian và không gian. Cho nên lúc đó cô ấy mới phản ứng kịch liệt đến vậy, tuy nhiên bây giờ tôi vẫn không thể biết được sở an tình đã nhớ được cái gì. Nhưng cái này chắc chắn là do hạt thời gian và không gian tạo thành, đồng thời, trước lúc đó có thể ngay cả hoàng tước cũng không biết hạt thời gian và không gian sẽ tạo thành ảnh hưởng với thiên niên trụ như vậy đi ngang qua quảng trường nhỏ trong tiểu khu hai người nhìn thoáng qua bà lão đang ngồi tách hạt lựu rồi lại tiếp tục đi ra khỏi cổng tiểu khu sau khi cao dương nghe lâm huyền nói xong bổ sung có lẽ hoàng tước thật sự không biết chuyện sở an tình sẽ lấy lại được ký ức sau khi chạm vào hạt thời gian và không gian bởi vì cậu cũng thấy rồi đấy lúc đó hoàng tước cũng rất bối rối rõ ràng đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy thiên niên trụ tiếp xúc với hạt thời gian và không gian tôi nhớ ra rồi lúc đó sở an tình vừa khóc lóc vừa truy hỏi hoàng tước hoàng tước mới nghi ngờ hỏi lại em cũng biết sao điều này chứng minh tình huống lúc đó nằm ngoài nhận thức của hoàng tước thật ra tôi luôn cảm thấy trong kế hoạch bắt hạt thời gian và không gian ngày đó có rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của hoàng tước có rất nhiều chuyện bất ngờ phát sinh. Lâm Huyền gật đầu, nhưng có một chuyện có thể chắc chắn, hoàng tước đã biết rõ thiên niên trụ có thể nhìn thấy đặc tính của hạt thời gian và không gian, đó chính là lý do tại sao cô ấy cố ý đưa Sở An Tình lên máy bay vũ trụ nhưng không sắp xếp một nhiệm vụ cụ thể cho cô. Điều này cũng đã chứng minh, vào ngày 21 tháng 1 năm 2000, thời điểm mà Trương Vũ Thiến biến mất, quả thật không có hạt thời gian và không gian nào ở xung quanh. Nếu không cho dù là người khác không nhìn thấy, thì chắc chắn Trương Vũ Thiến cũng có thể thấy được, cái này có thể xác thực. Không chỉ như thế, Hoàng Cước còn biết chuyện thiên niên trụ sẽ tiêu tan vào lúc 0 giờ 42 phút ngày sinh nhật 20 tuổi, cái này cũng là rõ ràng. Cô ấy đã sớm biết, mặc kệ sở an tình có chạm vào hạt thời gian và không gian hay không, thì cô bé đều sẽ biến mất vào lúc 00, 42, cho nên lúc đó mới hét tôi đi ra, nói tôi không cần cứu cô bé bởi vì sớm muộn gì thì cô bé cũng sẽ biến mất sao phải cứu nữa đột nhiên lâm huyền nhớ lại lời hoàng tước từng nói người phụ nữ kia cho rằng nếu hạt thời gian và không gian này bị mất đi thì tương lai thế giới và mọi thứ đều sẽ trở nên vô cùng tồi tệ vì vậy để thay đổi mọi thứ cô ấy đã lên kế hoạch cho một cuộc hành trình liều lĩnh và nguy hiểm như vậy có thể trước đây hoàng tước cũng mới chỉ nhìn thấy và biết đến hạt thời gian và không gian nhưng cô ấy chưa thể bắt được hạt thời gian và không gian, ít nhất là không thể bắt được hạt này. Tương tự, Hoàng Tước cũng đã nhìn thấy Thiên Niên Trụ, cô biết rằng Thiên Niên Trụ có thể nhìn thấy đặc tính của hạt thời gian và không gian, đồng thời cũng biết rằng Thiên Niên Trụ sẽ biến mất vào lúc không giờ 42 phút ngày sinh nhật 20 tuổi. Nhưng cô ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Thiên Niên Trụ chạm vào hạt thời gian và không gian, điều này không chỉ đi lệch với lịch sử đã biết của cô mà nó còn vượt quá nhận thức của cô. Chẳng trách. Cao Dương hừ lạnh một tiếng, chẳng trách Hoàng Tước lại dễ dàng đồng ý chuyện Sở An Tình lên máy bay vũ trụ đi bắt giữ hạt thời gian và không gian như vậy, đây không phải chính là kế hoạch ban đầu của cô ấy sao? Cô ấy đã sớm biết dù thế nào thì Sở An Tình cũng sẽ biến mất, cho nên ngay từ đầu cô ấy đã không quan tâm đến sống chết của Sở An Tình, chỉ muốn lợi dụng Sở An Tình để bắt hạt thời gian và không gian mà thôi. Ai cái này rất khó nói lâm huyền vỗ vỗ cao dương bả vai khuyên cậu ta đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đã qua không ai biết kế hoạch ban đầu của hoàng tước là gì nghĩ theo hướng tốt có thể là hoàng tước chỉ mang theo sở an tình đề đề phòng dù sao nếu cao dương phát huy được sức mạnh trực tiếp bắt được hạt thời gian và không gian thì sẽ không cần sở an tình ra tay nghĩ theo hướng xấu có thể là hoàng tước đã biết cao dương không thể bắt được hạt thời gian và không gian từ lâu hạt thời gian và không gian sẽ trở nên trong suốt và không thể nhìn thấy vì vậy cách duy nhất để bắt được hạt thời gian và không gian là để sở an tình đi ra khỏi khoang thuyền bắt lấy nó chuyện đã qua rồi cao dương hoàng tước thực sự đã làm một số chuyện không đúng nhưng bản chất cũng là vì tôi cho nên chúng ta không cần để ý mãi đến chuyện này nhìn phía trước đi hai người đi ra khỏi tiểu khu đưa tay lên gọi taxi chuẩn bị trở về khách sạn cậu nói sau khi hai người đã ngồi lên xe taxi cao dương mới quay đầu nhìn lâm huyền sau khi sở an tình chạm vào hạt thời gian và không gian rốt cuộc trong đầu cô ấy đã thức tỉnh cái ký ức gì vậy chẳng lẽ là ký ức của trương vũ thiến sao lâm huyền lắc đầu tôi không biết cũng không đoán được nhưng tôi cảm thấy hình như cô ấy đã thức tỉnh rất nhiều ký ức hơn nữa những ký ức đó còn rất quan trọng. 20 năm cuộc đời của Trương Vũ Thiến quá đơn điệu, có lẽ nó không đủ để khiến cho Sở An Tình tự tin viết chữ lên tờ giấy nhỏ kia cho tôi như vậy. Nhưng mà vấn đề này cũng không quan trọng, bởi vì chờ đến khi tôi nhìn thấy nội dung bên trong tờ giấy nhỏ kia, có lẽ tôi sẽ hiểu ra. Đúng như lời nói lúc đó của Sở An Tình. Tôi chắc chắn sẽ hiểu ra. Tôi tin tưởng cô ấy. Cho nên Hiện tại chúng ta không cần phải nghĩ thứ bên ngoài như vậy, vẫn là nên chuyên tâm suy nghĩ ra những kết luận về Thiên niên trụ. Nói xong, trong đầu Lâm Huyền lại bắt đầu suy nghĩ, căn cứ theo những manh mối đã biết, suy luận ra tổng kết thứ hai có liên quan đến Thiên niên trụ, nếu thời gian Thiên niên trụ biến mất là cố định, không thể thay đổi. Như vậy nói cách khác, khoảng cách giữa mỗi lần đóng cột được ổn định 24 năm một lần. Như vậy cứ 24 năm lại đóng xuống một cái thiên niên trụ. Việc này còn tiếp tục đến khi nào mới dừng, chẳng lẽ nó thật sự muốn đóng hết 1.000 năm, cái này cũng không cần thiết. 1.000 năm có dài quá không, đừng nói là đặt nó ở thước đo của vũ trụ, cho dù chỉ đặt ở thước đo thời gian của trái đất, thì 1.000 năm cũng là một khoảng thời gian rất dài. Nếu quả thật phải tính trong 1.000 năm, cứ 24 năm lại đóng xuống một cái cột. Sẽ phải đóng bao nhiêu cái đây, một nghìn chia hai mươi lâm huyền tính nhẩm bốn mươi hai cao dương thốt ra ra số thập phân vô hạn tuần hoàn làm tròn lên thì là bốn mươi hai nếu như là một nghìn không trăm linh tám thì có thể chia hết cho hai mươi bốn đáp án chính là bốn mươi hai lâm huyền kinh ngạc nhìn cao dương cậu tính nhanh quá vậy đây là do lúc mua xe tôi thường xuyên phải tính tiền cho vay cao dương cười hì hì nói mấy loại tính toán liên quan đến mười hai hai mươi bốn 36 này, tôi phải dùng để tính toán mấy cái lợi tức lãi suất hàng ngày. Tính toán nhiều, tự nhiên sẽ nhớ. 42, Lâm Huyền cũng không ngờ rằng con số thần bí này lại đột nhiên xuất hiện. Thiên niên trụ nếu thực sự phải mất 1.000 năm thì thực ra cũng không nhất thiết phải chính xác là 1.000 năm, tám năm cũng có thể được gọi là thiên niên trụ, cách nói này được ngữ pháp thông thường cho phép. Huống hồ Bản thân Thiên niên trụ cũng không được gọi là Thiên niên trụ, đây chỉ là từ ngữ mà hoàng tước nghĩ ra. Nhưng sự sáng tạo này cũng không phải sự sáng tạo ngẫu nhiên, cũng không phải sự sáng tạo không có ý nghĩa. Nếu hoàng tước đã lựa chọn từ Thiên niên trụ mà không phải Bách niên trụ hay là Vạn niên trụ thì nhất định là nó có ý nghĩa đặc biệt. Thiên niên trụ có thể là một cái trụ cứ cách 24 năm lại được đóng xuống một lần, đồng thời đóng tất cả 42 lần tổng thời gian kéo dài đến hơn 1.000 năm, tổng cộng có thể khóa kín 1008 năm lịch sử, nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán. Vẫn không có chút căn cứ nào, đây chỉ là suy đoán ngẫu nhiên mà thôi. Suy nghĩ của Lâm Huyền tiếp tục quay lại suy luận chính xác về thiên niên trụ. Ngoại trừ hai suy luận bên trên, hắn còn có thể suy ra điều thứ ba, cũng là suy luận cuối cùng, trên thực tế, thiên niên trụ sẽ tồn tại dưới hình dạng của một cô gái, Cô ấy được sinh vào lúc 0 giờ 42 phút và sẽ lớn lên giống như một cô gái bình thường, đợi đến 0 giờ 42 phút ngày sinh nhật 20 tuổi sẽ lại tiêu tan đi, hoàn thành một lần đóng cột. Hơn nữa thiên niên trụ nào cũng đều có diện mạo giống nhau. Căn cứ theo lý thuyết thực tế thì điều này hoàn toàn chính xác. Nhưng cụ thể ai là thiên niên trụ thứ nhất và cô gái thứ nhất đó có tướng mạo như thế nào là những điều mà Lâm Huyền không biết. Nhưng hắn có thể chắc chắn người đó không phải là Sở An Tình. Bởi vậy cũng không khó để suy đoán ra, CC chắc chắn cũng là Thiên Niên Trụ. Không biết CC được sinh ra lúc nào, cũng không biết cô ấy bao nhiêu tuổi. Trong lòng Lâm Huyền thầm nghĩ, nếu như nếu như sinh nhật của CC là 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2604. Vậy, tất cả mọi chuyện đều vô cùng trùng hợp. Những giấc mơ của hắn luôn bị ánh sáng trắng thiêu đốt vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2604. Cho nên, ánh sáng trắng này đến từ đâu, nếu CC si si cũng là một thiên niên trụ, vậy cô ấy phải hóa thành ánh sáng màu xanh lam rồi biến mất chứ. Tại sao lại dùng ánh sáng trắng tự giết chính mình? Còn thiêu đốt cả thế giới, đây cũng là chuyện mà Lâm Huyền không hiểu được. Chủ yếu là do đến giờ hắn vẫn không biết ánh sáng trong mơ là cái gì. căn cứ vào những suy nghĩ khác nhau, nhiều cách giải thích khác nhau, nên Lâm Huyền cũng không biết được cái nào là chính xác. nói không chừng ánh sáng trắng kia không có nghĩa là thế giới bị hủy diệt, mà là hắn bị nổ chết, hoặc đơn giản là giấc mơ đã kết thúc, hoặc lý do khác. bên trong trùng tia sáng, này lại là hình dáng lư sơn không thấy thật, chỉ vì thân ta giữ núi này bởi vì hắn đã bị chùm sáng kia tiêu diệt cho nên hắn mãi mãi sẽ không thể biết được thế giới sau ánh sáng trắng trông như thế nào thế giới bên ngoài ánh sáng trắng xảy ra những gì nguyên nhân sinh ra ánh sáng trắng là gì mục đích của nó là gì nếu lâm huyền cứ ở bên trong chùm tia sáng thì sẽ mãi mãi không thể tìm thấy đáp án chúng ta làm từng bước một đi lâm huyền cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi xa Hiện tại hắn vẫn còn đang mắc kẹt trong giấc mơ thứ tư. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện ở Đông Hải, hắn phải tìm cách xem liệu bản thân có thể hồi sinh VV được hay không, rồi chính thức khiêu chiến với Kevin Walker và bắt đầu một vòng chơi mèo vờn chuột mới. Một khi tiêu diệt Kevin Walker thành công, có lẽ bản thân hắn trong giấc mơ thứ tư có thể được tự do di chuyển, thoát khỏi trói buộc. Đến lúc đó, có hai việc hắn cần phải làm trước tiên. Thứ nhất, đi đến ngân hàng thái mổ 600 năm sau, mở két sắt, lấy tờ giấy nhỏ mà sở an tình để lại cho hắn, xem trên đó rốt cuộc đã viết cái gì, để hắn hiểu được sự thật của giấc mơ. Thứ hai, nghĩ biện pháp tìm ra CC, hỏi thời gian cô ấy sinh ra và tuổi tác của cô ấy, để xác nhận xem cô ấy là có phải thiên niên trụ hay không, sau đó làm rõ thêm về mối quan hệ giữa cô ấy và sở an tình. Đều là những kế hoạch tương đối dài hạn Lâm Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm giá như giấc mơ của hắn có thể kéo dài thêm dù chỉ là một giây chỉ cần nó có thể kéo dài thêm một giây hắn liền có thể nhìn thấy liệu cc có biến thành bụi sao xanh và biến mất hay không đột nhiên lâm huyền sửng sốt từ từ mở to hai mắt chẳng lẽ giấc mơ của hắn kết thúc vào một thời điểm trùng hợp như vậy chỉ để ngăn hắn nhìn thấy khoảnh khắc cc biến thành bụi sao xanh lam rồi biến mất loại chuyện này khó nghĩ chẳng qua là rất khó để thuyết phục mọi người, tại sao nhiều chuyện, nhiều thời gian trùng hợp như vậy đều tập trung vào lúc 0042, càng nghĩ càng thấy không chân thực, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Kiếp Xe taxi phanh lại Đi thôi, Lâm Huyền, đến khách sạn rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đặt chuyến bay trở về Đông Hải. Lâm Huyền gật đầu Hắn và Cao Dương cùng nhau xuống xe, đi vào khách sạn rồi về phòng cao dương gọi một đống đồ ăn mang về ngồi một chỗ ăn uống lâm huyền cầm lấy một chiếc hamburger và một lớn coca rồi ngồi trên bàn cà phê ở ngoài ban công để ăn sau đó hắn vẫn giữ nguyên tư thế nửa người nằm ngửa ra sau ghế cầm quyển nhật ký mật mã trên tay liên tục xoay ổ quay mật mã cố gắng thử hết từng mật mã một trải qua một khoảng thời gian cố gắng mật mã đã gần ngay trước mắt cũng làm cho hắn hối hận vô cùng sau này nếu hắn còn phá giải quyển mật mã của người khác, hắn nhất định sẽ bắt đầu thử từ 0000 thay vì thử từ 9999 lui về. Lừa người thật mà. Trên tay ổ quay mật mã gồm bốn chữ số đã quay tới 1979. Ngón tay cái của Lâm Huyền ấn ổ khóa xuống két, không mở. Giống như phản xạ có điều kiện, ngón cái của hắn lại đẩy ổ quay đi lên. Mật mã biến thành 1978 két. Vẫn không mở. Tôi chợt nhớ ra, Lâm Huyền. Trong phòng, Cao Dương nhét một lượng thức ăn lớn vào trong miệng, phòng má quay lại nói, nếu như thiên niên trụ sẽ được đóng xuống 24 năm một lần, vậy có nghĩa là trước Trương Vũ Thiến vẫn còn một cô gái nữa. Hơn nữa, cô gái đó cũng sẽ giống sở an tình như đúc. Két. Quyển nhật ký bị khóa trong tay Lâm Huyền vẫn chưa mở, đó không phải là chuyện hiển nhiên sao? Tính ra thì lần đóng thiên niên trụ trước chính là năm 1976. Lâm Huyền cúi đầu, phát hiện ổ khóa mật mã của cuốn nhật ký trong tay hắn, vừa đúng lúc quay đến 1976. Hắn dùng sức ấn xuống ổ khóa. Két. Vẫn là không mở được. Ha ha, tao xem mày còn có thể giấu được bao lâu. Hiện tại, Lâm Huyền thật sự muốn bật cười, sai thì cứ sai thôi, còn chưa đến 2.000 tổ hợp mật mã nữa thôi, mật mã chính xác còn có thể trốn được bao lâu nữa chứ? Dù nó có là 0000, thì nó cũng chỉ trốn được thêm 2.000 lần nữa mà thôi. Thử nhiều mật mã trong thời gian dài như vậy mà hắn còn chịu được, hơn 1.000 mật mã cuối cùng này, sao hắn lại không chịu được chứ? Lâm Huyền tiếp tục ngẩng đầu. Lần lượt xoay từng ổ quay mật mã, tiếp tục thử. Két. 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 Bên kia, Cao Dương ăn như hổ đói, nuốt xuống một miếng vào bụng rồi lại gắp một miếng khác, cậu nói xem, chúng ta có thể tìm ra cô gái có tướng mạo giống sở an tình như đúc đã biến mất vào năm 1976 là ai hay không? Không cần nghĩ cũng biết là chắc chắn sẽ không tìm được. Két. Két. Lâm Huyền vẫn tiếp tục thử từng tổ hợp mật mã. Con số phía trên vẫn tiếp tục nhỏ đi. 1961, 1960, 1959, Năm 1976 đã quá lâu rồi. Cậu phải biết rằng lòng quốc chỉ mới bắt đầu triển khai hệ thống chứng minh nhân dân lần đầu tiên vào năm 1984. Mặc dù nói điều này là không phù hợp lắm, nhưng ở thời đại đó, thứ có thể chứng minh sự tồn tại của một người chỉ có một cuốn sổ hộ khẩu thô sơ, bên trong cũng không có ảnh. Cho nên, chúng ta chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được sở an tình vào năm 1976. Chưa kể cậu còn phải cân nhắc đến khả năng cô ấy được sinh ra ở nước ngoài lần này hai thiên niên trụ đều xuất hiện ở trong nước có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hiện tại có quá ít ví dụ cho nên vẫn có khả năng các thiên niên trụ được sinh ra ở nước ngoài lâm huyền nghĩ đến cc cô ấy cũng đã nói cô ấy sinh ra ở nước ngoài brooklyn của nước mỹ két két ổ quay mật mã trong tay vẫn tiếp tục hoạt động Cao Dương thở dài, cầm khăn tay lau miệng, vậy cậu nói cho tôi biết, thiên niên trụ này khi nào mới kết thúc? Cho dù thật sự là muốn đóng cột một nghìn năm thì cũng phải có khởi đầu, nhất định phải có cái cột thứ nhất chứ. 1976, 24 năm trước. Là. 1952, Lâm Huyền chớp mắt, cái năm này không hiểu sao có chút quen thuộc. Chẳng phải đây là. Năm họa sĩ theo chủ nghĩa hiện thực Henry Dawson vẽ chân dung anh xanh ở Brooklyn và tạo ra anh xanh ưu sầu, hay sao, cúi đầu xuống. Trên ổ khóa cuốn nhật ký của Trương Vũ Thiến, bốn bánh xe mật mã vừa đúng lúc tạo thành tổ hợp mật mã 1952. Lâm Huyền do dự một chút. Bấm xuống. Cùng cục một tiếng giòn tan. Quyển nhật ký có mật mã được khép kín 24 năm. Cuối cùng đã mở ra, hả? Lâm Huyền nhìn ổ khóa mật mã trong tay đã mở ra. Nhất thời không kịp phản ứng. Mở. Mở rồi. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hắn biết rằng nếu dùng phương pháp cướp bay thì sớm muộn gì cũng có thể mở được cái ổ khóa mật mã nho nhỏ này ra. Nhưng mà, khi thật sự mở được nó ra, hắn vẫn cảm thấy có chút phấn khích, tràn đầy cảm giác thành tựu. Đậu xanh. Thế mà mở rồi. Cao Dương cũng không thèm ăn uống nữa, chỉ lau lau tay rồi chạy chậm tới, cầm lấy quyển nhật ký từ trong tay Lâm Huyền lên, xem xét kỹ càng. 1952, kỳ lạ, tại sao lại là mật mã này? Một cô gái mười mấy hai mươi tuổi bình thường sẽ đặt mật mã là năm này sao? Lâm Huyền, năm 1952 là năm gì đặc biệt sao? Có chuyện gì đặc biệt hoặc là tương đối nổi tiếng không? Lâm Huyền lắc đầu, kiến thức lịch sử của tôi bình thường Cậu hỏi tôi như vậy, tạm thời tôi vẫn chưa nhớ ra được năm 1952 có xảy ra chuyện gì lớn không? Nếu Trương Vũ Thiến là một cô gái yêu thích âm nhạc như thế, liệu năm 1952 có liên quan đến một ca sĩ hay một ban nhạc nổi tiếng nào hay không? Nhưng tôi nhớ là nhóm nhạc The Biết Tố khá nổi danh, còn có Michael Jackson. Hình là đều phải sau năm 1952 mới thật sự nổi tiếng trên toàn thế giới, còn năm 1952 vẫn còn là một thời kỳ tương đối loạn lạc, chiến tranh thế giới lần hai mới kết thúc được 7 năm, chiến tranh cục bộ ở rất nhiều nơi vẫn còn chưa kết thúc. Cho nên, thời kỳ này không phải là thời kỳ bùng nổ về mặt nghệ thuật, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba cũng chưa bắt đầu, cũng chưa đến thời đại của thông tin, kỹ thuật máy vi tính và Internet cũng chưa có xuất hiện. Lại nói tiếp, tôi cảm thấy thời kỳ này thật sự rất bình thường. A. À, màu đỏ tím Cao Dương qua loa hô một tiếng, trực tiếp cầm lấy quyển nhật ký của Trương Vũ Thiến đầu đọc. Say sưa. Còn Lâm Huyền, dựa người vào ghế ngồi ngoài ban công, nhìn dòng xe tấp nập của đế đô ở ngoài cửa sổ, bắt đầu trầm tư. Năm 1952. Quả thật, đối với thế giới này mà nói, đó là một năm vô cùng bình thường và không phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì cả. Nhưng đối với Lâm Huyền mà nói, cái năm này là một năm có cảm giác tồn tại khá cao. Hắn vừa nghiêm túc nhớ một chút. Năm 1952, không chỉ là năm họa sĩ theo trường phái tả thực Henry Dawson vẽ 8 bức tranh sơn dầu, anh xanh ưu sầu, có các chi tiết hoàn toàn khác biệt cho anh xanh. Mà còn có một việc nữa. Hắn cũng chỉ vừa mới nghĩ ra. Đường tới giải ngân hà chính là tác phẩm khoa học viễn tưởng đã đưa khái niệm khoa học viễn tưởng 42 lần đầu tiên xuất hiện ở trên thế giới. Tác giả của nó là Dulac Adam, cũng sinh ra ở năm 1952. Thật ra, chính Dulac Adam là người đã đề xuất ra khái niệm 42 này. Dù sao một chiếc bút máy cũng không thể tự mình viết sách được, tất cả nội đứng bên trong quyển sách, đường tới giải ngân hà, đều là do Adam biên soạn. Trong bộ phim, đường tới giải ngân hà, Nền văn minh hàng đầu trong vũ trụ đã chế tạo ra siêu máy tính Deep Thought và họ đã đặt ra cho nó một câu hỏi: hãy tính toán ra đáp án cuối cùng của cuộc sống, vũ trụ và mọi thứ trên thế gian này. Vấn đề này quá khó. Deep Thought đã không ngừng tính toán trong 7,5 triệu năm mới cho ra được đáp án, đáp án cuối cùng cho cuộc sống, vũ trụ và mọi thứ trên thế gian này chính là 42. Cho nên lại là 42, vẫn là 42 luôn luôn là 42, hiện tại Lâm Huyền có chút kích ứng với con số này. Cho dù đó là điều tra câu lạc bộ thiên tài, thu thập hạt thời gian và không gian, nghiên cứu về thiên niên trụ hay thậm chí là bẻ khóa nhật ký của một cô gái. Cho dù là làm chuyện gì, cuối cùng kiểu gì nó cũng sẽ quấn thành một vòng lớn rồi khép lại ở hàng số vũ trụ số 42 này. Lâm Huyền sớm đã có dự cảm. Ngay từ khi hắn ở trong phòng của bố của Đại Kiểm Miêu nhìn thấy con số 42 được viết tràn ngập khắp tường. Hắn đã biết con số này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng đến tận bây giờ, đã hơn một năm trôi qua, nghiên cứu liên quan đến hàng số vũ trụ vẫn không có chút tiến triển nào. Phải mất bao lâu nữa, mới có thể tìm ra chân tướng của 42. Lâm Huyền duỗi lưng một cái, không nhịn được mà cảm thán hàng số vũ trụ 42, rốt cuộc là cái gì đây? Vấn đề này, dường như đây không phải thứ mà một người có bộ não như Lâm Huyền có thể nghĩ rõ ràng. Đừng nhìn đại kiểm miêu rất ngốc. Nhưng cha của hắn, ba miêu chính là một nhà toán học đạt giải thưởng phiêu, trí thông minh và tài năng của ông ấy nằm trong số những người giỏi nhất trái đất. Trường hợp tốt nhất là tôi có thể tìm được cha của đại kiểm miêu trong thế giới giấc mơ, rồi trực tiếp hỏi ông ấy về sự thật và ý nghĩa của hàng số vũ trụ. Nhưng mà hiện tại tôi đang bị mắc kẹt trong thế giới giấc mơ thứ tư. đừng nói là cha của đại kiểm mưu, nghiên cứu của ông ấy chỉ hơi bị lộ ra thôi, là ông ấy có thể đã bị xe tải bắt đi vào đúng không giờ 42 phút rồi, giống như giấc mơ đầu tiên. trước mắt lâm huyện vẫn chưa thể giải quyết chuyện của mình trong giấc thứ tư, bây giờ hắn vẫn không có cách gì khác. hy vọng của hắn vẫn đặt ở trên người của lưu phong. lúc này cao dương cũng đã đọc xong hết quyển nhật ký của trương vũ thiến không có chút hứng thú nào đi tới đưa cho lâm huyền chẳng có gì thú vị để đọc cả đây hẳn là nhật ký của trương vũ thiến khi cô ấy mới mười mấy tuổi tất cả đều là về âm nhạc và những chuyện liên quan hết không còn gì cả lâm huyền nhận lấy quyển nhật ký không thì sao cậu còn muốn nhìn thấy cái gì dù sao cũng nên có một chút tình cảm thiếu nữ xấu hổ thầm mến các nam sinh đẹp hoặc là cái gì đó. Kết quả là trong lòng cô bé Trương Vũ Thiến này ngoại trừ âm nhạc thì không còn gì suy nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa, bên trong quyển nhật ký này không phải là đánh giá bài hát thì cũng là chép lời bài nhạc. Lâm Huyền cười ha ha, cậu suy nghĩ nhiều rồi, những năm 80 90 của thế kỷ trước, tư tưởng vẫn còn bảo thủ như vậy, nam sinh và nữ sinh còn không nói chuyện với nhau, thậm chí lên đến đại học rồi vẫn không nói lời nào. Khi chúng tôi học đại học giảng viên của chúng tôi từng kể với chúng tôi rằng những năm đó nội quy của trường đại học Đông Hải cấm yêu đương. Ban đêm, các giảng viên còn tụ tập lại thành nhóm cầm đèn pin để đi ra sân tập bắt người, cả nam lẫn nữ đều không dám đi cùng nhau. Có nghĩa là từ sau khi bước vào thế kỷ 21, tư tưởng của mọi người đã thoải mái hơn, trường học cũng không quản nghiêm như vậy nữa. Nhưng dù sao thì đại học những năm 80, 90 khác với đại học ngày nay, không khí học tập vô cùng sôi nổi tốt nghiệp là có việc làm, bắt đầu đi làm còn được cấp phòng ở, điều đó khiến mọi người cũng có động lực để học. Bất công Cao Dương gào khóc, nếu sau khi tốt nghiệp mà có công việc, lại còn được cấp phòng ở, tôi cũng sẽ tới Thanh Hoa. Bớt khoác lát đi. Lâm Huyền không thèm để ý đến cậu ta nữa, cầm lấy quyển nhật ký của Trương Vũ Thiến lên xem. Quyển nhật ký này quả thực rất tinh xảo và cao cấp, mặc dù giấy bên trong đã hơi ố vàng nhưng vẫn rất chắc chắn đọc bình thường thì không có vấn đề gì lâm huyền mở ra quả nhiên bên trong quyển nhật ký này không có bất kỳ thông tin có giá trị nào một chút cũng không có trương vũ thiến là con gái của một gia đình giàu có xuất sắc cả về đạo đức lẫn học tập nhu thuận nghe lời không bao giờ chạy loạn ngoài việc học cô chỉ nghe nhạc và chơi piano quyển nhật ký này cũng không hẳn là nhật ký chi bằng nói nó là một quyển sách ghi chép lời bài hát và cảm nhận âm nhạc còn đúng hơn đúng thật là giống như lời cao dương nói nó vô cùng tẻ nhạt và vô vị nhưng vì sợ bỏ lỡ một số thông tin quan trọng nên lâm huyền vẫn kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối sự thật đã chứng minh quả nhiên là hắn đã lãng phí nửa giờ đồng hồ cậu thấy chưa tôi nói không sai mà may là trước kia cậu không dùng bạo lực để phá hủy khóa mật mã này Lâm Huyền đặt quyển nhật ký lên bàn trà ở ngoài ban công, quay đầu nhìn Cao Dương, cuốn nhật ký này căn bản không có một chút giá trị gì. Nó chẳng có một thông tin hữu dụng nào cả, ngược lại là tổ hợp mật mã của ổ khóa này khiến hắn có phần tò mò. Tại sao một cô gái sống từ năm 1980 đến 2000 như Trương Vũ Thiến lại đặt mật mã quyển nhật ký là 1952? Vì sao năm này lại đặc biệt với cô như vậy? Sao cô ấy lại chú ý tới năm này?" Cao Dương kéo một cái ghế dựa, ngồi đối diện Lâm Huyền, "Còn phải tùy theo cậu nghĩ như thế nào, nếu như nghĩ theo hướng của Thiên niên trụ, năm 1952 chắc chắn đã có một cô gái có tướng mạo giống Trương Vũ Thiến và sở an tình như đúc, và cô ấy cũng bị biến thành những tinh thể màu xanh lam, hoàn thành sứ mệnh làm Thiên niên trụ, đóng xuống một cây cột trong lịch sử." Cho nên Việc Trương Vũ Thiến đặt mật mã thành năm này liệu có liên quan gì đến chuyện đó hay không? Chẳng hạn như Cô ấy đã từng mơ thấy có một chuyện gì đó đã xảy ra vào năm 1952 Hoặc là mơ thấy một cô gái giống mình y như đúc ở năm 1952 Cho nên mới cứ để cái năm này ở trong lòng Nhưng mà bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì Dù sao Trương Vũ Thiến cũng đã chết rồi Người chết không biết nói chuyện, không có chứng cứ chẳng có bằng chứng nào cho thấy những suy đoán này của chúng ta là đúng hay sai. Dù sao thì điều duy nhất chúng ta có thể xác minh chính là năm 1952 chắc chắn đã có một cô gái tiêu tan để làm thiên niên trụ, chỉ thế thôi. Còn về phần cô ấy có phải là cái cục đầu tiên hay không hoặc là cô ấy có gì đặc biệt hay không? E là trừ khi cậu thật sự xuyên không về năm 1952 để tìm hiểu nếu không thì chẳng còn cách nào khác. Cho dù coi như là cậu thật sự có thể xuyên về năm 1952, thế giới lớn như vậy, khoa học kỹ thuật không phát triển, giao thông cũng không phát triển, cậu định tìm một cô gái có tướng mạo giống y hệt sở an tình ở đâu được. Điều này là quá viễn vông, quá phi thực tế, tốt nhất là quên đi. Lâm Huyền nâng cầm suy nghĩ trong chốc lát. Quả thật, hiện tại vẫn còn quá ít manh mối và quá ít thông tin, không thể kết luận bất cứ điều gì về khoảng thời gian năm 1952. Hãy tạm gác lại vấn đề này sang một bên. Chúng ta quay trở lại Đông Hải đã. Oanh, máy bay Boeing chở Lâm Huyền và Cao Dương lại cất cánh. Đây sẽ là chặng cuối cùng trong cuộc hành trình của bọn họ trong khoảng thời gian này. Trở lại Đông Hải, Lâm Huyền và Cao Dương cũng phải giải tán. Ai về nhà nấy, làm chuyện riêng của mình bọn họ đã bắt được hạt thời gian và không gian, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Không biết kẻ địch ở nơi nào, Kevin Walker không biết Vivi còn sống hay không, không biết hắn có thể phục sinh nó được hay không, Sở Sơn Hà bên kia, hắn cũng phải tìm lại công đạo cho ông ấy. Hắn cũng phải đi nhìn xem hàng số vũ trụ mà Lưu Phong đang nghiên cứu có tiến triển gì hay không, nhìn xem đồng hồ thời gian và không gian sau khi được hiệu chỉnh và nhìn xem bọn họ định xử lý hạt thời gian và không gian như thế nào, quan trọng nhất, hắn phải bỏ mảnh giấy nhỏ mà sở an tình để lại cho hắn vào trong chiếc két sắt hợp kim ha phi của hắn ở trong ngân hàng thái mổ. Phần còn lại là câu đố tấm gương mà hoàng tước đã để lại cho hắn. Hắn luôn cảm thấy đây sẽ là một điểm đột phá cục diện, một điểm đột phá cực kỳ quan trọng. Bởi vì ngay từ đầu hoàng tước cũng đã nói trong gương. Có thứ mà cậu muốn. Vậy nên, đợi sau khi xử lý xong những chuyện linh tinh này hắn chắc chắn sẽ phải nghiêm túc suy nghĩ một chút rốt cuộc thì tấm gương này đang ám chỉ điều gì một vài tiếng sau máy bay đến sân bay quốc tế phổ đông tài xế của lâm huyền đã đợi sẵn ở lối ra của sân bay sau khi đưa cao dương về nhà tài xế quay lại hỏi tổng giám đốc lâm tiếp theo chúng ta đi đâu đi về nhà trước đi lâm huyền nói hắn rất quan tâm đến vi vi muốn nhanh chóng về nhà để xem tình hình của nó, sau đó điểm dừng tiếp theo là đến Đại học Đông Hải để tìm Lưu Phong, cuối cùng. Ai? Tóm lại là vẫn phải đối mặt. Hắn phải đi đến trang viên của Sở Sơn Hà, đối mặt với người cha vừa mất mất đi con gái. Nhưng mà cũng may, Sở An Tình vẫn còn có cơ hội sống sót. Sau khi xác nhận một số chuyện với CC xong, có lẽ bí ẩn về thiên niên trụ sẽ hoàn toàn được hé lộ, hắn cũng có thể tìm lại được Sở An Tình về nhà đi. Lâm Huyền lại nói, lại nhanh một chút. Đi đến dưới lầu. Lâm Huyền kéo chiếc vali hành lý, nhanh chóng chạy vào thang máy của khu chung cư, nóng lòng ấn nút số tầng. Đã lâu không liên lạc với Vi Vi. Hắn có chút nhớ nó. Đinh cửa thang máy mở ra. Lâm Huyền lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi bước vào phòng khách. Cái quái gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì? cảnh tượng trong phòng khiến cho hắn khiếp sợ khắp nơi đều có vết cháy xém tv tủ lạnh điều hòa bộ định tuyến máy giặt bộ sạc đồng hồ báo thức điện tử ngay cả chú robot quét nhà mà vi vi yêu thích nhất cũng đều bị cháy rụi từ bên trong lâm huyền có thể nhận ra được sự khác biệt đây không phải hỏa hoạn những thiết bị này đều bị quá tải và cháy rụi từ bên trong hắn đi lên trước cầm con robot quét nhà đã tử vong từ trên mặt đất lên. Đặt nó gần sát mũi để ngửi một chút, có thể ngửi thấy mùi dây điện bị cháy khét ở bên trong. Hắn đi kiểm tra cầu dao của hộp cấp điện thì phát hiện mọi thứ cũng bị cháy, từng cái cầu dao điện dẫn vào các phòng trong nhà cũng đều ở trạng thái bị ngắt điện. Tất nhiên trong tủ lạnh toàn là mùi hôi thối và nước đá chảy ra. Đi vào phòng bếp, cũng giống như vậy. Tất cả các thiết bị điện tử đều bị cháy khét, tất cả cầu dao đều bị ngắt là ai làm ra chuyện này lâm huyền nheo mắt lại nhanh chóng nghĩ đến khả năng duy nhất vi vi đây chắc chắn là do vi vi làm bởi vì kiểu ra tay phá hỏng toàn bộ mọi thứ mà lại không dẫn đến thảm họa này thì chỉ có thể là do vi vi làm ra nếu như có người đố kỵ hoặc là muốn hãm hại hắn vậy chẳng phải chỉ cần trực tiếp đốt nhà là được rồi sao chẳng phải sẽ triệt để hơn sao giống như bây giờ thật ra hắn cũng không bị tổn thất quá nhiều chỉ là toàn bộ dây điện đều bị cháy toàn bộ thiết bị điện tử cũng bị cháy cầu giao đồng hồ và đường dây cấp điện cũng bị cháy thực ra cũng không có gì to tát chỉ cần thay cái mới là được công ty dọn dẹp sẽ giải quyết hết mọi việc vì vậy kiểu tấn công chỉ công kích các thiết bị điện tử lại còn không tạo thành bất kỳ hư tổn gì khác đồng thời cũng đảm bảo không gây hỏa hoạn hay làm ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử phức tạp khác Lâm Huyền không khỏi nhớ lại chuyện đã xảy ra với máy bay vũ trụ của Long Quốc ở trên độ cao 300 km. Khi đó, Vivi đã bị giết chết bởi một cuộc tấn công không xác định, nhưng vì để bảo vệ máy bay vũ trụ của bọn họ không bị kẻ thù cướp đi, nên trước khi chết, Vivi đã phá hủy toàn bộ thiết bị tín hiệu liên lạc trên máy bay vũ trụ. Cũng chính vì vậy mà một người mạnh mẽ như Kevin Walker cũng chỉ có thể điều khiển các vệ tinh Stalin và máy bay vũ trụ ít. 37B của Mỹ để tấn công bọn họ, hắn ta lại hoàn toàn không thể trực tiếp cướp máy bay vũ trụ của Lâm Huyền. Đây là sự bảo vệ của VV dành cho Lâm Huyền. Nó cũng sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để chống lại tinh tặc ngắt kết nối internet, còn nó. Lâm Huyền nhìn quanh nhà mình, tất cả các thiết bị điện đều bị cháy, dây điện cũng bị cháy, công tắc chính bị cắt để đảm bảo trong nhà không có chút điện nào. Không khó để nhận ra loại hành vi này là vivi đang tự bảo vệ mình lần đầu tiên gặp vivi nó nói rằng nó không cần cách mạng và có thể thoát ra ngoài chỉ bằng cách dựa vào sóng âm sóng điện từ và sự dao động của dòng điện tương tự như vậy một cao thủ có thể giết được vivi nhất định cũng phải có những kỹ năng như vậy vì vậy vivi đã phải đối mặt với một đối thủ xứng tầm để bảo vệ mình cũng là cứu lấy tia hy vọng cuối cùng cho mình VV đã dùng đến một thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn cả việc cắt internet ngắt điện, ở nơi không có điện, bất kỳ hacker, trí tuệ nhân tạo, chương trình, virus, tín hiệu hoặc luồng dữ liệu nào cũng sẽ không thể vùng vẫy được. Cúp điện là đòn tấn công mạnh mẽ nhất của siêu trí tuệ nhân tạo VV, đồng thời cũng là đòn phòng thủ tuyệt đối nhất. Ở nơi hoàn toàn không có điện này, VV không thể ra ngoài và kẻ địch cũng không thể vào được. Laptop Nhận ra điều này, Lâm Huyền lập tức đi đến tủ sách tìm chiếc laptop có chứa 130. Không 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 dòng mã đầu tiên của VV, cũng là chiếc laptop đã đưa VV đi đến Mỹ, tìm được rồi, Kỳ Tích, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc laptop này, Lâm Huyền nhận ra được những suy đoán trước đó của hắn là hoàn toàn chính xác, bởi vì toàn bộ thiết bị điện tử trong cả ngôi nhà đều bị cháy. Nhưng chỉ có chiếc laptop này là còn nguyên vẹn, vì nó không có kết nối internet, không có dây cắm nguồn bản thân tin cũng không có điện, không thể khởi động được. Chính chiếc laptop mà hắn nghĩ là vô dụng này lại cứu sống Vi Vi một mạng, trở thành chiếc hộp bảo vệ Vi Vi khi nó đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh không thể đánh bại, Vi Vi. Lâm Huyền không khỏi bật cười. Nghĩ đến chuyện bạn của mình vẫn chưa chết, may mắn nhặt lại được một cái mạng từ trước quỷ môn quan. Không hổ là siêu trí tuệ nhân tạo đến từ 600 năm sau nó vẫn tìm được cơ hội sống sót vào giây phút cuối cùng và bảo vệ được bản thân. Quá tốt rồi. Ít ra thì, trong hai người sở an tình và vi vi, hắn cũng đã tìm được một người. Có thể tìm được một người, thì cũng có thể tìm về được hai người. Lâm Huyền đặt máy tính sách tay lên bàn, mở nó ra, đưa tay nhấn nút nguồn, nhưng đột nhiên. Hắn cảm thấy ớn lạnh ở lưng. Tựa như có một bàn tay đen vô hình thò ra từ khe cửa, gầm giường, sau tủ sách và từ khe nứt trên trần nhà. Ông chặt lấy hắn, dùng một lực vô cùng mạnh mẽ siết chặt lấy hắn, đè bẹp hắn, khiến hắn nát như. Không đúng. Hắn tỉnh táo lại. Nếu kẻ địch có thể giết Vi Vi một lần thì cũng có thể giết Vi Vi lần thứ hai. Tất nhiên hắn biết rằng chiếc laptop này đã hết pin, hắn chỉ muốn thử một lần, muốn cảm nhận ảo giác gọi cho Vi Vi, cho nên mới nghĩ đến việc tùy tiện nhấn nút nguồn. Nhưng bây giờ hắn kiềm chế bản thân hắn nhận ra kẻ địch có thể giết được vivi thì có lẽ hắn còn mạnh hơn vivi rất nhiều và còn mạnh hơn những gì hắn biết theo kiến thức của hắn thì đúng là chúng ta sẽ không thể tiến hành một cuộc tấn công nếu không có nguồn điện nhưng mà bên ngoài kia núi cao còn có núi cao hơn những thứ đi trước thời đại như vivi có thể xuất hiện những thứ kinh cũng như hạt thời gian và không gian có thể đến trái đất còn gì mà không thể nếu vivi đã nín nhịn biến mất lâu như vậy điều đó có nghĩa là nó thực sự đang gặp nguy hiểm đến mức nó không dám ló đầu ra ngoài nếu thò đầu ra thì sẽ bị giết ngay lập tức vì vậy vẫn là chờ thêm một chút nữa đi lâm huyền vẫn có chút lo lắng bên trong chiếc laptop này chính là vivi là mảnh vỡ cuối cùng của vivi nếu do sự bất cẩn của hắn mà mảnh vỡ cuối cùng của vivi bị lộ ra bị giết chết thì Vi Vi sẽ thực sự rời xa hắn mãi mãi. Bục Lâm Huyền nhẹ nhàng đóng chiếc laptop lại, cất vào tủ rồi giấu đi, Vi Vi, xin hãy đợi thêm một chút nữa. Ít nhất là cho đến khi tôi xử lý xong Kevin Walker và xử lý xong hùng thủ đã giết chết cậu, rồi tôi lại hồi sinh cậu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Sau đó, Lâm Huyền lại quay về phòng khách, mở tấm rèm che nắng đã đóng kín mấy tháng nay rẹp ánh sáng chói mắt chiếu vào hiệu ứng tinh đang tràn ngập khắp căn phòng những hạt bụi bay trong không khí hiện rõ dưới tia nắng căn phòng không có người ở trong nhiều tháng cuối cùng cũng trở nên sáng sủa hơn cùng lúc đó lâm huyền quay người lại lúc này hắn mới chú ý tới màn hình tinh thể lỏng của tivi hiển trị những vết cháy khét rõ ràng dưới ánh mặt trời ngang ngang dọc dọc chắp phá những vết cháy này lại thì sẽ thành các chữ cái di asker. Yes, Lâm Huyền cuối người ngồi xuống, tìm góc độ thích hợp để nhìn ánh sáng phân cực trên màn hình tinh thể lỏng của TV. Đúng rồi. Hắn đi sang bên cạnh, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu lên màn hình tinh thể lỏng của TV. Ở những chỗ có vết cháy, độ phản chiếu rõ ràng là không mịn lắm, hiện lên những nét đen. Trong khi những vùng không có vết cháy thì phẳng và mịn nên phản chiếu ánh sáng mặt trời đều, lộ ra bề mặt đáy màu trắng, giấy trắng mực đen vivi đã khéo léo dùng những vết cháy trên màn hình tinh thể lỏng của tivi để viết một bức di thư dắt cầm huyền kéo ghế ngồi trước mặt tivi nâng cầm nhìn cái tên quen thuộc này đây là tên của người giàu nhất thế giới mà mọi người đều biết trong khoảng thời gian này thậm chí là rất lâu trước kia tin tức về ông ta vẫn tràn ngập trên các tiêu đề của các tạp chí lớn chưa bao giờ dừng lại trong bữa tiệc tối của buổi từ thiện khoa học đầu năm ông ta đã đặc biệt đến gặp hắn tặng 500 triệu đô làm quà gặp mặt. Ông ta còn bắt tay và tặng hắn một con dấu sáp của câu lạc bộ thiên tài để chứng minh danh tính. Từ đó trở đi, Jax và hắn không còn gặp nhau. Mãi cho đến ngày diễn ra chiến dịch bắt giữ hạt không gian và thời gian, khi Kevin Walker cướp máy bay vũ trụ X-37B của Mỹ và thả nó ra khỏi không gian, Jax đã phóng một tên lửa tinh hạm để làm nổ tung nó, biến nguy thành an, cứu Lâm Huyền và những người khác. Vì vậy, Bắt đầu từ lúc đó, vị trí của Jax trong lòng Lâm Huyền chính là bốn chữ địch bạn khó phân. Hắn không không thể biết được Jax là bạn hay thù. Mặc dù là Jax đã phóng tên lửa cứu sống bọn họ trong thời khắc sinh tử, nhìn thì có vẻ là một ân nhân lớn. Nhưng trong một nơi có đầy rẫy những âm mưu, lục đục nội bộ, mỗi người đều có mục đích riêng như câu lạc bộ thiên tài, ai có thể đảm bảo rằng đây không nằm trong kế hoạch của Jax. Ngay cả một tổ chức như bảy tội lỗi cũng biết để Quý Lâm lấy thân phận là một người yêu thích mèo rinh để tiếp cận hắn, sau đó chờ thời cơ thu thập tình báo. Chứ đừng nói đến một kẻ có mưu mô thâm sâu như Jax, không có bằng chứng nào cho thấy Jax và Kevin Parker là cùng một đội. Lúc nào Kevin cũng ném vệ tinh của Jax như một món đồ chơi. Lâm Huyền cảm thấy dù bọn họ có là anh em bạn bè thân thiết, thì những chuyện như vậy cũng phải có chừng mực. Vì vậy, từ điểm này không khó để nhận ra Jax và Kevin Walker không khó đối phó như vậy, ít nhất thì hình như Jax và Kevin Walker không phải là đối tác có cùng mối hận thù. Sau trận đại chiến trên vũ trụ vô cùng nguy hiểm kia, có vẻ như cả hai vị thiên tài này đều thua và không thu hoạch được cái gì. Nhưng Lâm Huyền không tin mọi chuyện lại đơn giản như vẻ bề ngoài. Hai người bọn họ đều là thiên tài của câu lạc bộ thiên tài làm sao những thiên tài cực hạn lại có thể để thua dễ dàng như vậy, mặc dù bề ngoài có vẻ như mỗi bên đều chịu tổn thất nặng nề. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Sau lưng, trong bóng tối, phía sau tấm màn. Ai biết được hai người bọn họ được lãi hay chịu lỗ. Nói không chừng có khi là cả hai đều thắng, một tình huống đôi bên cùng có lợi, cho nên. Đến bây giờ, Lâm Huyền vẫn không thể nghĩ ra được chắc là bạn hay thù. Trong tiềm thức, hắn đã coi Kevin Walker là kẻ thù, dù sao thì đối phương cũng đã thực sự dùng vũ lực chống lại hắn, cầm tinh liên đánh hắn và cướp một chiếc máy bay vũ trụ của Mỹ để đâm vào máy bay vũ trụ của hắn. Điều này chắc chắn có thể coi là kẻ thù. Jax thì ngược lại, ông ta không những không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công thực sự nào nhắm vào Lâm Huyền, mà còn lãng phí một tên lửa lớn để giúp hắn thoát khỏi vòng vây. Điều này có vẻ thân thiện giống với bạn bè hơn nhưng bây giờ... Sau khi nhìn thấy những lời cuối cùng của VV để lại trên TV là tên của Jax được viết bằng những vết cháy xém, Lâm Huyền chắc chắn phải suy nghĩ lại vấn đề này. Vào thời điểm quan trọng cuối cùng của sự sống và cái chết, VV đã làm tổng cộng 3 việc. Lâm Huyền kết luận nhẹ nhàng, đầu tiên, nó cho nổ tung tất cả các thiết bị mạng liên lạc trên máy bay vũ trụ của Long Quốc để ngăn chặn Kevin Walker cướp máy bay. Thứ hai, đốt hết dây điện và các thiết bị điện để ngắt điện ngắt mạng trong nhà để tạo thành hàng phòng thủ tuyệt đối, nhằm bảo vệ chiếc laptop cuối cùng. Thứ ba, khắc tên của Jack lên TV để nhắc nhở hắn rằng hắn phải chú ý đến người này. So sánh với nhau cũng có thể thấy, hai điều đầu tiên đều vấn đề quan trọng, là vấn đề liên quan đến sinh tử. Vậy thì không khó để đoán rằng điều thứ ba cũng quan trọng không kém. Nếu không, trong thời khắc sinh tử phải đối mặt với nguy cơ bị xóa bỏ đó Vi Vi cũng sẽ không để lại lời nhắc nhở này cho hắn. Nhìn như vậy, người đã giết chết Vi Vi. Rất có thể chính là Jax. Lâm Huyền đứng dậy. Đi đi lại lại quanh phòng. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được mùi cao su cháy khét trong không khí. Hắn bắt đầu suy luận về mục đích hành vi của Jax, bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong mọi hành động của Jax. Cộc 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 cộc. Đôi giày da của Lâm Huyền cọ sát với sàn nhà, khiến những hạt bụi nhỏ bắn tung tóe và vương vãi khắp nơi. Mười mấy phút sau, Lâm Huyền đứng yên, quay đầu nhìn lại những vết cháy khét trên tivi. Hắn đã hiểu. Dựa trên tất cả những manh mối từ trước đến nay, hắn có thể suy luận ra hai khả năng về hành động của Jax, khả năng thứ nhất là Jax đã có kế hoạch được lập lên từ lâu, nhưng sự tồn tại của VV quá mạnh mẽ. Nó sẽ cản trở ông ta thực hiện kế hoạch này. Vì vậy, Jax đã sử dụng một số phương pháp đi trước thời đại để loại bỏ Vivi. Và mục tiêu thực sự của Jax có thể không phải là hắn hay hạt không gian và thời gian, mà là Kevin Walker. Không cần biết là hắn có đi bắt hạt không gian và thời gian hay không, ông ta đều sẽ phóng tên lửa để can thiệp vào hành động của Kevin Walker. Đây là suy đoán thứ nhất. Nếu hoàng tước tới từ tương lai cũng là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Vậy nếu nhìn từ góc độ rộng hơn để phỏng đoán, Jax cũng có thể có được một số kỹ thuật khoa học vượt thời đại nào đó, rồi dùng thứ đó để tiêu diệt Vivi. Giờ phút này, hắn nhớ lại lời Vivi đã nói, Jax không hề sợ bị người khác theo dõi hai tư trên hai tư, ông ta thoải mái để người khác nhìn thấy cuộc sống ăn chơi của mình. Nhưng khi đi lên tháp quan sát để chiêm ngưỡng tên lửa, ông ta lại không hề mang theo điện thoại di động trên tháp cũng không có dây điện hay thiết bị điện tử nào điều này rất đáng nghi ngờ nó cho thấy dắt đến tháp quan sát không chỉ để chiêm ngưỡng tên lửa tòa tháp không được lắp đặt điện và internet là một căn phòng được che chắn tự nhiên đồng thời nó cũng là hàng phòng thủ tuyệt đối trước những hacker như kevin parker và siêu trí tuệ nhân tạo như vivi chắc hẳn là ông ta đang âm mưu một kế hoạch nào đó thậm chí là đang giấu thứ gì đó trên tòa tháp. Cũng bởi vì không có điện và không có internet cho nên cả Vivi và Kevin Walker đều mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn thấu được âm mưu của Jax. Trong tình huống này, đúng là Jax đã giết Vivi, nhưng ông ta không hề nhắm vào hắn mà chỉ muốn can thiệp vào kế hoạch của Kevin Walker. Đây là phỏng đoán đầu tiên. Sau đó, còn có một khả năng thứ hai, Jax hy vọng hắn có thể bắt được hạt không gian và thời gian. Nhưng ông ta không muốn hạt không gian và thời gian đó hoàn chỉnh. Vì vậy, ông ta muốn giết Vivi để ngăn cản hắn bắt được hạt không gian và thời gian hoàn chỉnh, sau đó ông ta lại phải dọn dẹp tàn cuộc cho hắn, giúp hắn chặn đòn tấn công của Kevin Walker để hắn có thể tiếp tục bắt giữ hạt không gian và thời gian với điều kiện là đã mất Vivi. Tuy nhiên, dưới tình huống xấu như vậy, năng lượng của hạt không gian và thời gian sẽ nhanh chóng mất hết. Cho dù cuối cùng hắn vẫn bắt được hạt không gian và thời gian, nhưng nó cũng chả có tác dụng gì. Suy đoán thứ hai phức tạp hơn nhiều so với suy đoán đầu tiên. Lâm Huyền cũng phải sử dụng góc độ của gia các lượng, kết hợp những sự kiện quan trọng lại với nhau để suy ra khả năng này. Nếu dự đoán thứ hai là đúng. Vậy thì Jack thật sự rất đáng sợ. Điều này có nghĩa là mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và hiểu biết của ông ta thậm chí ông ta còn mạnh hơn cả hoàng tước hoàng khuyết cũng từng đích thân nói rằng sau khi mọi người đi lên máy bay vũ trụ thì lịch sử đã nằm ngoài hiểu biết của cô và cô cũng không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào vậy tại sao dắt lại biết tất cả rõ ràng là ông ta không tới từ tương lai lý lịch cuộc đời của ông ta được cả thế giới biết đến dắt sinh ra ở nam phi ông ta bắt đầu học lập trình từ năm một không tuổi Ông ta phát triển trò chơi và kiếm được khoản tiền đầu tiên vào năm 13 tuổi. Sau đó, ông ta từ bỏ học đại học Stanford để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Ở tuổi 28, Jack đã trở thành triệu phú, đến năm 30 tuổi ông ta đã trở thành tỷ phú. Nhìn lý lịch cuộc đời của ông ta, hắn có thể chắc chắn ông ta đúng là thiên tài của thời đại này. Nhưng với một cuộc đời hoàn chỉnh như vậy, cũng định trước ông ta không thể là người du hành thời gian vậy tại sao ông ta biết được tất cả những kịch bản này chẳng lẽ bên cạnh ông ta cũng có những người du hành thời gian giống như hoàng tước những người đó dẫn dắt ông ta giống như hoàng tước dẫn dắt hắn hoặc là nói là do ông ta gia nhập câu lạc bộ thiên tài cho nên ông ta mới có thể biết được tương lại giống như hoàng tước người du hành thời gian hoặc câu lạc bộ thiên tài câu trả lời chắc hẳn là một trong hai phương án này đúng không cho dù thế nào đi nữa Lâm Huyền bước lên phía trước, đưa lòng bàn tay vuốt ve vết cháy khét trên màn hình tinh thể lỏng của TV cẩn thận là tốt. Sau đó, Lâm Huyền chỉnh trang lại bản thân một chút. Sau khi thay xong một bộ quần áo thoải mái, hắn đi xuống tầng dưới, ngồi lên xe an phát, chuẩn bị đến phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải để tìm lưu phong. Muốn tìm hiểu tất cả những bí ẩn xung quanh dắt cũng không quá khó khăn phụ thuộc vào việc khi nào hắn có thể nhận được thư mời đến câu lạc bộ thiên tài đường đường chính chính gặp mặt nhóm thiên tài này một cách nghiêm túc lần đầu tiên gặp nhau hoàng tước cũng đã từng nói với hắn đối với hắn mà nói việc nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài không phải là việc khó điều này nói rõ ở trong lịch sử mà hoàng tước biết khả năng cao là hắn đã gia nhập vào câu lạc bộ thiên tài đây là một sự thật cố định vậy khi nào thư mời mới được gửi cho hắn đi đến đâu để lấy nó trực giác của lâm huyền mách bảo sẽ sớm thôi hắn có thể cảm nhận